xử lý bóng tốt thì cái đội may cái đội chiến binh trẻ 1-0. Chiến binh trẻ đó.
đến từ Hải Phòng tạm mời.
đến giờ hoan nghênh một không.
xử lý không ba lưới điểm cho đội chiến binh trẻ 7-5. Thank you.
để cho đội bay người người một. Đội chiến binh trẻ sẽ xử lý.
đến cho bạn. Đến cho đội thi thân trẻ. 1-0. Chính xác.
Thank you.
đang nha, kim che ve lại nha mọi người. Đang kiểm tra ve lại. Mọi người đợi xíu nha, đang kiểm tra ve lại. Tại đây là trận đấu quan trọng nên phải coi kiểm tra ve. Thành thành thành. Thành. Em cầm cầm máy qua la hả? Rồi 13-15 điểm cuối ở bên kia. Nhưng mà phải đưa bên kia coi là đúng không? Đưa bên kia coi là đúng không? Anh ok đúng không? Cái gì bằng? Rồi, hiệp đầu tiên bên kia thắng nha bạn. Lai đi, vô lai cho hiệp 2 đi. Copy lại cái đường kế bên lại cái tên đó. Thẳng gì vậy? Bên Facebook thẳng chưa? Ok chưa? Yeah. Ok chưa? Yeah, đẹp chưa? Được nhưng mà không có cái này.
Võ Trạng Lương, chuyển lên phía cặp trẻ 1-4.
điểm cho đại học quốc gia 11-1. Thank you.
kiện cho chiến binh trẻ 2-1. Thank you.